theo một diễn giả chuyên nghiệp, thì cùng với sự phát triển kinh tế thì nhu cầu về nghề này lại ngày càng cao. Đó chính là lý do mà các diễn giả nước ngoài bắt đầu đổ xô vào thị trường Đông Nam Á. Tuy nhiên tại Việt Nam, khái niệm diễn giả vẫn còn khá mơ hồ, dẫn đến những cách hiểu chưa đúng về nghề này. Phóng sự sau đây của chúng tôi sẽ đi tìm hiểu thế nào là một diễn giả đúng nghĩa. Xin mời quý vị theo dõi. Sự kiện Nick Vujic đến Việt Nam hồi đầu năm 2013 đã thu hút sự quan tâm của tất cả các cơ quan truyền thông trong nước với hàng ngàn người tham dự, chưa kể các khán giả xem trực tiếp qua truyền hình. Điều gì đã làm nên sức hút cho Nick đến vậy? Ngoài một hoàn cảnh đặc biệt thì không thể phủ nhận tài hoạt ngôn và khả năng truyền cảm hứng của anh. Nick Vujic là một trong những diễn giả chuyên nghiệp nổi tiếng thế giới, cùng với cựu thủ tướng Anh Tony Blair hay cựu tổng thống Mỹ Bill Clinton là những nhân vật có sức ảnh hưởng lớn trên toàn cầu. Học qua mà họ tạo ra đủ để khiến cho diễn giả đang trở thành một nghề biểu tượng của trí tuệ, giàu có và sự thành đạt. Nhìn từ bề ngoài thì nghề diễn giả khá đơn giản, chỉ cần người đó có khả năng hoạt ngôn, có thể dẫn dắt được mọi người theo câu chuyện của mình. Tuy nhiên, theo những người có uy tín trong nghề thì nghề này không hề đơn giản như vậy. Khả năng ăn nói không phải là tất cả và thậm chí không phải là yếu tố quan trọng nhất. Đối với một diễn giả chuyên nghiệp thì về cái khả năng chuyển tải thông điệp bằng ngôn từ của mình, người đó cần phải có một cái kiến thức chuyên môn mang tính sâu ở một cái mức độ là chuyên gia mới có thể thực hiện được cái công việc diễn giả chuyên nghiệp. Thì để làm cái nghề này mà những cái tố chất cần thiết á, thì cái quan trọng không phải là anh ta có cái tố chất hùng biện. Tại vì hùng biện là cái khả năng để anh ta thuyết phục người khác. Nhưng nếu khả năng hùng biện nó quá giỏi mà cái background anh ta không có, thì vô tình anh ta lại đi cổ vũ người khác có động lực làm một điều mà người khán giả đó đang nghĩ sai. Đang nghĩ sai rồi cộng thêm cái động lực nữa thì không khéo chúng ta lại khiến người đó giống như ở một cái vách núi xong lại nhảy xuống vách núi. Chứ không phải là chúng ta nhảy qua vách núi bên kia. Và nếu trả lời đâu là yếu tố quan trọng nhất cho một diễn giả thành công, thì tôi xin nói đó là câu chuyện và những cái trí tuệ mà người diễn giả chia sẻ lại. Kỹ năng nói cũng là điều quan trọng nhưng tôi xếp nó ở hàng thứ hai. Bởi vì điều cuối cùng khi người ta đến với một chương trình của một diễn giả, người ta mong muốn tìm được cái nội dung mang lại giá trị gì, tạo ra được sự thay đổi gì cho cuộc đời người ta hoặc cho công việc của người ta. Tuy nhiên, theo các diễn giả thì nghề này cần có tố chất của một nhà tâm lý học để có thể hiểu khán giả, có tố chất của một người nghệ sĩ để có thể tìm cách truyền tải hấp dẫn nhất. Và thậm chí khi cần thì người diễn giả cũng phải chứng tỏ rằng mình cũng làm được. Cái người diễn giả đó anh phải là người làm điều đó rồi. Anh không thể hô hào người ta hãy làm đi, điều đó hay lắm, nhưng riêng tôi thì chưa làm. Với một nghề đòi hỏi nhiều tố chất như vậy thì dễ dàng hiểu được vì sao số lượng diễn giả thực sự tại Việt Nam chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Thì tôi nghĩ số diễn giả thật sự chuyên nghiệp nó chỉ đếm trên đầu ngón tay, cả nước là khoảng 10 người đổ lại thôi. Tại Việt Nam thì với dân số khoảng trên 80 triệu dân, nhưng mà hiện nay cái số lượng diễn giả thì dưới 10 người. Ý tôi nói là diễn giả chuyên nghiệp dưới 10 người. Ông Hùng nhận định trong thời gian tới, số diễn giả hiện nay không đủ để đáp ứng cho thị trường. Với nhu cầu mạnh mẽ đến thế, các diễn giả chuyên nghiệp hoàn toàn có thể sống khỏe với nghề, bởi nguồn thu nhập của họ không chỉ đến từ việc diễn thuyết, mà còn từ nghề tư vấn, đào tạo, viết sách, kinh doanh các sản phẩm trí tuệ của mình dưới dạng kỹ thuật số hay qua mạng. Và hỏi một câu hỏi, nếu một diễn giả nào tuyên bố là không thể sống tại bằng nghề này tại Việt Nam, có nghĩa là cái năng lực của người đó chưa đủ để số đông sẵn sàng pay trả cho anh để anh làm cái nghề của anh. Và với một người làm công việc diễn giả chuyên nghiệp thì cái thu nhập thường là cao, bởi vì đây là cái vị trí công việc rất quan trọng, có ảnh hưởng tới nhiều người và có ảnh hưởng tới cộng đồng. Chính vì vậy mà những diễn giả chuyên nghiệp tại Việt Nam hiện nay thì mặc dù công việc rất vất vả nhưng mà cái thu nhập thì rất cao và họ hoàn toàn có thể ổn định được cuộc sống. Nhưng ai đã hỏi rằng có sống được bằng nghề diễn giả hay không thì tôi nói không những sống được mà thật sự người ta đang làm giàu bằng nghề này trên khắp nơi ở thế giới. Bị thu hút bởi ánh hào quang của tiền bạc và địa vị, nhiều người không ngần ngại đã tự xưng mình là diễn giả nhằm mục đích vụ lợi, chẳng hạn như lôi kéo người khác vào một đường dây bán hàng đa cấp được ngụy tạo dưới hình thức khởi nghiệp. Điều này đã tạo nên một thị trường diễn giả vàng thau lẫn lộn. Không chỉ riêng cái nghề diễn giả mà tôi đang theo đuổi, nhiều nghề khác cũng vậy, và có những nhiều nghề rất là lâu đời vẫn có khá nhiều người lừa đảo tham gia nghề đó. Ví dụ như tôi nói ngành y, ngành giáo, ngành luật, ngành nhà báo, thì ngành nào nó cũng có người thế này thế kia. Vì vậy không có tránh khỏi cái chuyện là nhiều người tham gia nghề diễn giả chỉ với cái mong muốn là thu lợi cho riêng mình mà không nghĩ đường dài cho, đặc biệt là nghĩ đến quyền lợi của những người khách hàng. Họ đến họ trả tiền cho mình rồi họ nhận được gì. Diễn giả Loan Văn Sơn cho rằng đối với những người thực sự có khả năng thì đó không phải là vấn đề. Khi có những sự kiện đó thì tôi nghĩ là đó là quy luật đào thải và phát triển thôi.
Còn nếu ai đó làm diễn giả mà họ lo lắng về việc đó thì tôi nghĩ là cái năng lực của nếu giả sử tôi thấy chuyện đó mà tôi lo lắng thì đồng nghĩa có nghĩa rằng cái tôi đang có không có gì ghê gớm. Hoặc cái tôi đang nghiên cứu, cái tôi đang truyền là một cái rất dễ bắt chước, rất dễ học hỏi, rất dễ làm được. Thì như vậy rõ ràng cái giá trị nghề của tôi không cao. Là thay vì chúng ta lo lắng điều đó xảy ra, chúng ta hãy làm cái chúng ta đang làm tốt và làm đúng, làm tốt nhất, tập trung vào nó. Còn đối với công chúng, họ cần chứng tỏ rằng mình là người tiêu dùng thông minh để có thể nhận ra đâu là vàng, đâu là thau. Vì người tiêu dùng họ rất thông minh, họ rất là khôn ngoan. Họ sẽ nghiên cứu và phân tích và so sánh. Và giống như thị trường ở nước ngoài cũng vậy, cái quy luật nó cũng giống như Việt Nam, nó cũng phát triển y chang, đầu tiên cũng rất nhiều trường hợp như vậy. Nhưng cuối cùng những ông nào đẳng cấp thế giới vẫn là đẳng cấp thế giới. Tôi thì tôi phân loại ra nhiều loại diễn giả khác nhau. Loại thứ nhất là người thật sự có thể làm cho bạn thay đổi cuộc đời. Loại thứ hai là người chỉ có thể là giúp cho bạn có niềm tin tích cực. Loại thứ ba là loại chỉ có thể mua vui cho bạn thôi. Vấn đề là bạn đang có mục đích gì. Và cái người đi nghe luôn luôn phải là người biết chọn cho mình diễn giả. Cũng giống như một người đi ăn phải biết chọn cho mình thức ăn vừa ngon, vừa khỏe mà vừa phù hợp túi tiền. Thì những cái tiêu chí đó cần một cái người khán giả có trình độ. Tuy nhiên, trong điều kiện nghề diễn giả tại Việt Nam còn khá non trẻ, mới chỉ xuất hiện từ 5 đến 6 năm nay, thì việc thiết lập một môi trường lành mạnh để nghề có thể phát triển là điều cần thiết. Điều này đòi hỏi yếu tố đạo đức từ chính các diễn giả đang hành nghề. Bên cạnh đó, câu hỏi liệu có nên thiết lập một hiệp hội diễn giả để có những quy chuẩn cần thiết cho nghề cũng đang được đặt ra. Thế giới đã có nhiều hiệp hội diễn giả ra đời, còn tại Việt Nam thì sao? Hãy đón xem phần 2 của phóng sự này trong tuần tới.